tại trên núi Đầu Rồng, thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong, tỉnh Hòa Bình, cách trung tâm thành phố Hòa Bình khoảng 10 km về phía nam. Đền Bồng Lai, hay còn gọi là đền Thượng Bồng Lai, thờ đền Thượng Ngàn Tiên Nương, tức Cô Đôi Thượng Ngàn và các chư vị tiên thánh tứ phủ. Tương truyền, đây là nơi Cô Đôi gặp đến Ngũ Đệ Nhị và là nơi hóa của cô. Ngôi đền được xây dựng vào năm 1890 và được trùng tu lại khang trang vào cuối năm 2013 trên diện tích hơn 5.000 m² nhằm đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của đông đảo nhân dân và du khách thập phương. Đền Bồng Lai có 4 ngày lễ chính trong năm là lễ khai xuân vào ngày 14 tháng Giêng âm lịch, lễ tiệc cô đôi thủ đền vào ngày 2 tháng 2 âm lịch, lễ vào hè vào ngày 14 tháng 4 âm lịch và lễ tất niên vào ngày 14 tháng 12 âm lịch. Đền Bồng Lai và quần thể thắng cảnh tại núi Đầu Rồng đã được công nhận là di tích danh lam thắng cảnh cấp quốc gia vào năm 2012. Đúng đỉnh kìa khắc
hài ngao du. Khắp bản mường nóng tiếng vui thú chơi mường vang, mường động mường thàng mường đi để nhận các làng. Trùng điệp mịt đôi ngàn bao la, khi cô qua sân phong yên thượng vượt sông Đà, thẳng hướng thung nai nhớ như lược dắt châm cài. Châm tài quân tiến hội nghị mấy bài sai đôi nàng, có khi qua non tiên đà bắc trái bốn mùa, cảnh sắc đôi nơi tiện đường ngoạn cảnh kim bôi.
xin quý vị dành một tràng pháo tay dành cho đội Lân vừa rồi ạ. Kính thưa các vị lãnh đạo, kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể quý vị và các bạn có mặt trong lễ hội hôm nay. Căn cứ vào thông tư số 15 năm 2015 ngày 22 tháng 12 năm 2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tổ chức lễ hội, thực hiện công văn số 09 ngày 16 tháng 1 năm 2017 của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Cao Phong về việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và lễ hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017. Được sự nhất trí của lãnh đạo huyện Cao Phong, lãnh đạo Phòng Văn hóa huyện Cao Phong, lãnh đạo thị trấn Cao Phong, hôm nay ban tổ chức lễ hội đền thượng Bồng Lai long trọng tổ chức lễ hội mừng xuân Đinh Dậu năm 2017 nhằm mục đích giới thiệu và quảng bá khu di tích quốc gia về danh lam thắng cảnh quần thể hang động núi Đầu Rồng và đền thượng Bồng Lai thờ cô đôi Thượng Ngàn tại khu 3 thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình. Về dự với lễ hội hôm nay, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào đón các vị khách quý. Về phía lãnh đạo huyện Cao Phong, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và chào đón ông Quách Văn Ngoan, ủy viên ban thường vụ, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, trưởng ban tổ chức lễ hội của huyện đã về dự, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Về dự với lễ hội hôm nay, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu ông Đinh Công An, ủy viên ban thường vụ huyện ủy, trưởng ban tuyên giáo huyện ủy về dự và chỉ đạo, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Về dự với lễ hội của chúng ta hôm nay còn có toàn thể các ông bà thay mặt cho thường trực huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc, các phòng ban ngành của huyện cũng đã về dự, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Về phía lãnh đạo thị trấn Cao Phong, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Hồng Thủy, huyện ủy viên, phó bí thư bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy hội đồng nhân dân thị trấn Cao Phong, cùng các ông bà thay mặt các thường trực đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc, các ban ngành đoàn thể của thị trấn Cao Phong đã về dự, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Đặc biệt hơn là về dự với lễ hội hôm nay còn có các ông bà thay mặt cho lãnh đạo các cơ quan đơn vị, lãnh đạo các khu dân cư, phóng viên đài truyền thanh truyền hình, các cơ quan báo chí cũng đã về dự và đưa tin. Đặc biệt là còn có đông đảo nhân dân các dân tộc trong và ngoài huyện cũng đã về dự lễ hội. Một lần nữa, ban tổ chức xin đề nghị nhiệt liệt chào mừng các quý vị đại biểu về dự lễ hội đền thượng Bồng Lai xuân Đinh Dậu năm 2017. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể buổi lễ, tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu ông Trần Văn Hải, thủ nhang đền thượng Bồng Lai lên phát biểu khai mạc. Xin trân trọng kính mời ông. Đồng chí thường vụ huyện ủy, lãnh đạo ban ngành, ban nhân dân huyện Cao Phong, với đồng chí bí thư đảng ủy thị trấn Cao Phong, cùng các đoàn thể bà con nhân dân, trong không khí vui tươi của những ngày đầu xuân năm mới năm 2017 Đinh Dậu, cùng với toàn đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Cao Phong đang nỗ lực triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2017. Được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân huyện Cao Phong, Ủy ban nhân dân thị trấn Cao Phong, Phòng Văn hóa thị trấn và Du lịch huyện Cao Phong, cùng toàn thể các cấp ngành, các cấp chính quyền địa phương, hôm nay bản đền Bồng Lai Linh Từ và có đôi Thượng Ngàn tổ chức lễ hội rước nước xuân Đinh Dậu năm 2017. Thay mặt ủy hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ban tổ chức lễ hội xin nhiệt liệt chào đón các vị đại biểu, các vị khách quý khách, du khách thập phương và toàn thể nhân dân. Chúc các vị đại biểu, toàn thể nhân dân, du khách một năm mới sức khỏe,
toàn thể nhân dân, du khách một năm mới sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng. Kính thưa các quý vị đại biểu, ngôi đền thượng Bồng Lai và có đôi thượng ngàn có từ trước năm vua Thành Thái thịnh trị năm thứ hai, tức năm Canh Dần 1890. Trải qua các cuộc chiến tranh và thế sự thăng trầm của xã hội, ngôi đền bị xuống cấp trầm trọng và dần dần mai một, chỉ còn lại một số dấu tích xưa của ngôi đền. Với sự tồn tại của động Nhân Thai, một số hang động của dãy núi Đầu Rồng năm 2013, ngôi đền đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch trao bằng khu hang động và đã được Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch trao bằng di tích cấp quốc gia. Được sự ủng hộ nhiệt tình của các cấp quyền và nhân dân địa phương, hàng tâm hàng sản thập phương đệ tử đã góp tâm góp sức lớn lao về tinh thần và vật chất của thủ nhang. Chúng tôi đã trùng hưng lại toàn bộ ngôi đền được trang hoa mỹ lệ như hiện thời. Ngôi đền thượng Bồng Lai nằm thế trực sơn trên dãy núi, vòng cung cảnh núi mây quanh phủ, gió mát quanh năm, cảnh trí thiên nhiên tươi đẹp tạo nên một môi trường thanh bạch cổ kính. Nơi đây còn bảo tồn và lưu giữ những giá trị truyền thống văn hóa lâu đời, hướng tới chân thiện mỹ những truyền thống quý báu của dân tộc ta. Uống nước nhớ nguồn, mảnh đất linh thiêng này là nơi hội tụ nhiều sắc màu văn hóa, là nơi giao tỏa và kết tinh văn hóa tín ngưỡng giữa miền ngược với miền xuôi, giữa người Mường và người Kinh và một số các dân tộc khác nữa, tạo thành một sắc thái văn hóa thống nhất. Cứ mỗi độ xuân về, phòng văn hóa thể thao du lịch cùng ban quản lý đền thượng Bồng Lai và toàn thể nhân dân địa phương, du khách thập phương lại tưng bừng mở lễ hội truyền thống để rước nước, góp phần xây dựng giữ truyền thống và phát huy những giá trị văn hóa dân tộc và truyền thống lịch sử văn hóa tín ngưỡng địa phương. Lễ hội đền thượng Bồng Lai gồm hai phần: phần lễ và phần hội. Phần lễ có lễ tế, lễ rước nước, cầu phúc, cầu lộc, cầu tài, cầu cho nhân dân được vua thuận gió hòa, chúng nhân đại lạc, và một số các trò chơi dân gian như kéo co, nhảy bao bố. Di tích đền thượng Bồng Lai là trung tâm sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của nhân dân địa phương và du khách thập phương trong cả nước. Từ khi có đền thượng Bồng Lai, dân làng và nhân dân gần xa các nơi thường đến cầu nguyện. Đến nay nhân dân địa phương và khách thập phương xa gần đều nhớ ngày mùng 2 tháng 2 âm lịch hàng năm là ngày khai hội. Để tiếp tục phát huy truyền thống, hôm nay ngày mùng 2 tháng 2 năm Đinh Dậu, Ủy ban nhân dân huyện Cao Phong, Ủy ban nhân dân thị trấn Cao Phong, Phòng Văn hóa Thông tin và Du lịch huyện Cao Phong cùng ban quản lý đền thượng Bồng Lai tổ chức lễ hội đền thượng Bồng Lai. Chúng ta cùng kính chúc và mong muốn cho sức lễ hội phát huy mạnh mẽ những giá trị văn hóa truyền thống, cầu mong cho người đến với lễ hội để được cầu lộc, cầu tài, cầu mua thuận gió hòa, nhà nhà lợi lạc, sức khỏe, nhà đền hạnh phúc và đất nước phồn vinh. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, Gia Vàng đã điểm, thay mặt ban tổ chức lễ hội, tôi xin tuyên bố khai mạc lễ hội đền thượng Bồng Lai năm Đinh Dậu. Bắt đầu, những kính chúc các quý vị đại biểu, bà con nhân dân và du khách thập phương mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng. Chúc lễ hội đền thượng Bồng Lai thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn. Ban tổ chức xin cảm ơn ông Trần Văn Hải, chủ nhang đền thượng Bồng Lai đã phát biểu khai mạc. Tiếp theo, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời bà Thái Thị Thành thay mặt cho nhân dân địa phương và các thanh đồng lên phát biểu cảm tưởng trước lễ hội. Xin trân trọng kính mời bà.
Kính thưa các vị lãnh đạo trên trung ương, kính thưa các vị lãnh đạo cấp tỉnh, vì có cấp trung ương, cấp tỉnh, huyện chúng tôi mới có ngôi đền như hôm nay. Mặc dù các ông không có mặt nhưng chúng tôi vẫn có nhờ. Kính thưa các vị lãnh đạo huyện Cao Phong, kính thưa các vị lãnh đạo thị trấn Cao Phong, kính thưa các ông trưởng khu, trưởng đoàn thể, trưởng ngành của 10 xã Cao Phong, và kính thưa các ông chủ tịch xã, bí thư xã của 10 xã Cao Phong, và kính thưa tất cả dân thôn bản hạt cùng Cao Phong, và kính thưa các vị tài trợ của các nơi về dự lễ, kính thưa các đoàn thể, các hội tế lễ về dự lễ Bồng Lai mùng 2 tháng 2 rước nước cầu an, cầu cho dân an nước thịnh, cầu cho mùa màng bội thu, cầu cho con cháu học tài thi giỏi, sau này đỗ đạt cao khoa, là người có ích cho xã hội. Ngày hôm nay tại đất Cao Phong lộng gió của chúng tôi một lần nữa đã được tiếp đón các vị khách quý và tứ phương đổ về để cùng chung vui hóa lễ rước nước cầu mùa. Tôi xin thay mặt toàn thể các thanh đồng đạo quan gần 3.000 đệ tử và dân thôn bản hạt xin có lời cảm ơn. Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn bà Thái Thị Thành có bài phát biểu cảm tưởng trước lễ hội. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và biểu đại diện cho đội trống Mê Linh của đền thờ Hai Bà Trưng Hà Nội lên phát biểu và đánh trống khai hội. Xin trân trọng kính mời bà. Kính thưa ban tổ chức lễ hội đền Bồng Lai, kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa quý vị đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể nhân dân. Đoàn lễ Mê Linh xin cẩn tấu. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại tỉnh Hòa Bình, huyện Cao Phong, thị trấn Cao Phong, khu 3, đền Thượng Bồng Lai. Hôm nay ngày 27 tháng 2 năm 2017, tức ngày mùng 2 tháng 2 năm Đinh Dậu, chúng con, ban thường trực Hội Người Cao Tuổi xã Mê Linh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội, đội tế lễ tân nữ, đội sinh tiền, đội múa trống, đội nhạc lễ đền thờ Hai Bà Trưng, trưởng đoàn cụ Nguyễn Huy Mỹ, chủ tịch Hội Người Cao Tuổi xã Mê Linh. Chúng con thành kính thắp nén tâm hương dâng lên Bồng Lai từ anh linh hiển thánh, Cao Phong ngàn địa khí phương danh. Dạ kính thưa thánh cô Thượng ngàn Sơn Trang và các chư vị tiên thánh tứ phủ, chúng con kính cẩn tưởng nhớ ơn người, nguyện phấn đấu tu dưỡng xây dựng quê hương đất nước đẹp giàu, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc. Chúng con thành kính xin ơn đức người phù hộ độ trì cho quốc thái dân an, cho nhân khang vật thịnh, phù hộ độ trì cho mọi người, mọi gia đình chúng con sức khỏe, hạnh phúc và vạn sự tốt lành. Chúng con về đây xin dâng lên đền Thượng Bồng Lai màn múa trống khai hội và một tuần tế. Đời đời đội đức ơn người, toàn thể chúng con xin thành tâm kính lễ, cẩn cáo, cẩn cáo, cẩn cáo.
Thank you.
hạc vũ oanh ca cao phong đã dậy bảo tòa. Cao phong đã dậy bảo tòa, có đôi thượng y gần xa tiếng đồn. Chốn kim môn ra vào tấu rộng đền bồng lai, kỳ động thấm dân tà lòng hữu hồ đua vần. Tà lăng yếu hồ đua vân, hậu sơn vượng khí minh đường suối trong. Nhị nhân lòng thủy uyên giao mạch, đền bồng lai tiên thanh giáng sinh. Hiền xanh công chúa sơn tinh ra ngà phóc ngọc dáng hình anh tao. Về cốt cách ai nào dám đỏ tiếng anh linh, đã tỏ gần xa mỉm cười tươi tốt hoang. Mỉm cười tươi tốt tựa hoa, dung hiểu điệu nét na muôn phần. Áo chàm xanh quần chân khăn chíp, vai đeo gùi lưng dắt dao quay, rườm rà cô vấn mái tóc mai. Rườm rà cô vẫn tóc mai non tiên, cô đúng đỉnh kìa khắc hài ngao du. Khắp bản mường nóng tiên vui thú chơi, mường vang mường động mường thàng mường đi để nhận các làng. Đệ nhất các làng núi non trùng điệp đôi ngàn bao la, khi cô qua sân phong yên thượng vượt sông Đà, thẳng hướng thung nai nhớ như lược dắt châm cài. Nhớ lửa dắt châm cài, quân tiến hội nghị
mấy bài sai đôi nàng. Có khi qua non tiên đà bắc trái bốn mùa, cảnh sắc đôi nơi tiện đường ngoạn cảnh kim bôi. Ngoạn cảnh kim bôi, trăm hoa đua thắm cảnh trời phố hương. Khách qua đàng ai người lịch sự, sai cô hầu ra thử trêu chơi. Nếu là tâm đức hơn người ý, tâm đức ơn người kiến cô gia hộ cho tốt như tươi muôn phần. Dù ai mà tham sân còn vướng cô chỉ đường, dần hướng cho đi mở lòng quảng đại tình. Mở lòng ý quảng đại từ bi, bảo dân hộ quốc phù trì tứ phương. Họ nhà Mường đâu đâu cũng phục, nhờ ơn cô bách phúc đề đa. Họ cao họ bạch họ hà ý. Họ cao ý, họ bạch họ hà, họ bách họ xa cùng là họ đinh. Tang tinh tinh đàn thân sách chúng gió đổi thông, vang khúc tiên ca tượng sơn đùng đỉnh hái trà. Sơn đùng đỉnh ngay trà cam tươi cô chảy dâng tỏa sơn trang. Đức Chúa ngoan thuyền ban thánh pháp luyện tiên đan, cứu hộ quần sinh ai mà lỡ dở duyên tình. Ai mà lỡ dở duyên tình, cô sẽ chỉ thắm gia đình ấm êm. Dù ai mắc ngỡ ưu phiền mệt mỏi, lễ cô thời bệnh khỏi tan không, lá rừng cùng nước suối trong. Thank you.
rừng, cùng nước suối trong ân phụ bi chú sạch không hề tức thời. Khắp muôn nơi ơn nhờ thánh đức cô phù trì, quốc thịnh dân an thành tâm lễ tạ cô ngàn. Cô vui về áo chít quần chân, chấm cài lược sắt đầu bóng huê cài, chốn hiên mai cành hồng thấp thoáng. Cô đôi ngàn đa đáng mẫu yêu, đêm đêm khăn túi nâng điều. Bài xa sơn trang tinh tình hay măng trúc măng giang cất tay tiền múa sông đắng cô múa dịu dàng khoan thai, thắt lưng đai giọt ngắn giọt dài. Lưng đai giọt ngắn giọt dài, tay cầm đôi đuốc múa một bài xinh thật là xinh, đền bồng lai sơn thủy hữu tình. Hai hoa huệ hoa lan thược dược, hoa hải đường nở trước mùa xuân, bông quỳnh hoa thoảng ngát xa gần. Bạch lê hồng liêu vải thiều tranh nghiên, chơi một bầu phong nguyệt vô biên. Lên rừng hái quả đào tiên đem về, cao phong cam quýt sum xuê. Hiển danh công chúa sơn tinh, da ngà vóc ngọc kìa dáng hình thanh tao. Vẻ quốc cách ai đạo dám tỏ, tiếng anh linh đã tỏ ân xa. Chàm xanh quần chân khăn chít, vai đeo gùi lưng dắt dao quay, rườm rà cô vẫn mái tóc mai. Dườm già cô vẫn tóc mai, non tiên đúng
đỉnh kia khắp hải ngao du, khắp bản mường non tiên vui thu chơi mường vàng, mường đống mường thàng mường đi đệ nhất cán làng trùng điệp đôi ngàn bao la. Khi cô qua xuân phong yên thượng vượt sông Đà thẳng hướng thung Nai, nhớn nhớ lược dắt châm cài ý nghĩa. Nhớ lược dắt châm cài quần tiên hội nghĩ bài sai đôi nàng, có khi sang thân tiên đà bắt chạy bốn mùa cánh sắc đòi nơi tiết đường ngoạn cảnh kim bôi, trăm hoa đua thắm mi, cảnh trời phố hương, khách qua đường ai người lịch sự sai các cô hầu ra thử trêu chơi nghĩ à. Nếu là tâm đức hơn người tiên cô gia hộ tốt như tươi muôn phần, dù ai mà tham sân còn vướng cô chỉ đường dẫn đi hướng cho đi cô mở lòng quảng đại từ bi, bảo dân hộ quốc phù trì tứ phương, họ nhà mường đâu đâu đều phục nhờ ơn cô bách phúc đề đa, họ cao họ bạch họ hà họ cao họ bạch họ hà họ quách họ xa đi, cùng là họ đinh tang tính tình đàn thông phách trúc gió đổi thông vang khúc tiên ca tượng sơn đúng đỉnh hái trà ý. Tượng sơn đùng đình hái trà
rồi chảy dâng tòa sơn trang. Đức Chúa ngàn truyền ban thánh pháp luyện tiên đan cứu hộ quần sinh nghĩ dù ai lỡ dở duyên tình cô sẽ chỉ thăm gia đình ấm êm. Dù ai mắc yêu phiền mệt mỏi lễ cô thời bệnh khỏi tan không lá rừng cùng với nước trong nghi hà. Rừng cùng nước suối trong ấn phù bi chú sạch không tức thời khắp muôn nơi nhờ ơn đức thánh cô phù trì quốc thịnh dân an. Thành tâm lễ tạ cô ngàn nón xanh hai xảo bạc vàng kim ngân tiết trong xuân tháng hai ngày mão hội long vân quốc đạo dân cầu ý à. Thành tâm tiến bản Văn Châu xin cô chắc giang kim lâu ngọc đại cô về chắc giang dương tòa ý à.